nhà với vợ sáng té đập đầu vô con mã bể mã luôn kìa. Đập mấy xi măng luôn kìa. Trời ơi. Giờ sưng cục. Rồi coi cái mã ông bà có sao không? Để em kể em nghe. Sắp bầu rồi đi ra cửa cầm cái gỗ bầu. Ừ. Cái thau đi ra té dốc đổ bầu chân luôn. Nhưng mà có sao cái đầu có đắp muối không? Trời ơi, ung cục vậy đó hả? Đắp muối vô em ơi. Cái mã mẻ ngoài kìa, mã muối vô. Trời ơi. Đâu đâu đâu, đâu đi ra coi. Ôi ôi trời, bé mà đập vô mã mẻ luôn hả? Cái này anh. Mẫu này mẫu của ai? Đứa gì tám. Trời ơi, cô chú anh chị ơi, nằm lùng. Bước hụt vô té đập vô mẻ. Trời ơi, ngã cái đầu vô mẻ, ung cục luôn hả? Hết biết thiệt chứ. Ngồi đổ lắm nha. Cô chú anh chị trên kênh YouTube của Hậu Giang Quê Tôi có chia sẻ sản phẩm ngải đen ngải chống độc của Cao Trung Sơn là hỗ trợ trong việc điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa, ung bú, bệnh chỉ, bệnh gút, thần kinh tọa, mất ngủ, tiểu đêm, viêm son, bao tử và đặc biệt là ngăn ngừa di căn tế bào ung thư. Bà con mình sử dụng liên hệ trực tiếp số điện thoại Hậu Giang có để trên màn hình. Hậu Giang kính chào quý cô chú anh chị. Hậu Giang chào quý khán giả đang xa. Thưa cô chú anh chị, hôm nay buổi chiều ngày 8 tháng 11 cũng như là mọi khi Hậu Giang đến đây cập nhật ngôi nhà của vợ chồng Năng Lùng gửi đến cô chú anh chị xa gần xem qua màn ảnh nhỏ. Hôm qua thì Hậu Giang cũng về thăm nhà của chú anh chị. Hôm nay qua thì thấy ngôi nhà của vợ chồng Năng Lùng thấy khác nhiều rồi cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị xa gần xem video cho Hậu Giang một like, một chia sẻ ủng hộ cho Hậu Giang ạ. Mỗi ngày như vậy là ngôi nhà của Năng Lùng thợ cũng đẩy nhanh tiến độ thi công lên rất là mau của chú anh chị. Hello, chào tất cả mấy anh thợ. Hôm nay là tô dách bên đây rồi. Dách bên kia tô rồi cho em? Chưa. Chưa ha? Mới xong ở trong nhà. À mới xong trong nhà hả? Hồi hôm nay tô trong vách tường ở trên này của chú anh chị ơi. Hậu Giang cũng thay mặt cho vợ chồng Năng Lùng cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều. Anh Hùng bên Canada, cô Kim bên Mỹ, cô Candy, cô Hạnh Nghiêm và tất cả các cô chú mạnh thường quân mà đã giúp cho vợ chồng của Năng Lùng. Anh ba chào cú. Chào anh. Hôm nay làm những gì mình chia sẻ cho khán giả biết chút xíu rồi. Úp gạch. Úp gạch hả? Đứng góc trong này đi anh. Úp gạch hả anh? Dạ. Nè úp gạch. Dạ, chào khán giả. Dạ. Ba chà cứu lúc nào cũng phong độ đẹp trai vui vẻ ha. Tươi cười ha. Dạ. Bây giờ đang úp gạch cũng sắp sửa xong rồi. Chủ nhật thì tên Lợi đúng không Phong? Hôm qua nghe đồn là nhận món quà của anh Hùng bên Canada hả? Dạ có người anh ba được 1 triệu với chú 65 tuổi được 1 triệu rồi anh em được người 500. Dạ. Cũng cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Hậu Giang cũng cảm ơn anh Hùng rất là nhiều luôn. Hậu Giang anh Hùng cũng đã gửi món quà cho Hậu Giang 1 triệu đổ xăng. Dạ. Hôm qua thì em về nhà. À qua anh về nhà. Dạ. Gạch tường này là nó ốp xong hết chưa anh? Gần ngày bữa nay xong rồi, còn cái mặt này với phòng lụng thì dán xong hết rồi. Dạ. Đây đường đi rồi xong hết rồi. Tôi nhà vệ sinh đồ dán xong rồi còn lót. Quá đẹp luôn. Ôi chào em trai. Đây phòng quyền nè. Quá ông gãi luôn đó. À cái phòng của vợ chồng Năng Lùng là bề ngang nhiêu, bề dài nhiêu anh? À 3m 2m 8. Bề ngang 3. Bề dài 3m, chiều ngang 2m 8. Tại dạ. Mình để đường đi á. Dạ. Đường đi 1m rồi. Ok. Đó quá rộng luôn. Rồi cái cửa này nữa là mình làm cửa nhôm hay gì anh? Cửa nhôm. Mà dạ. Mình làm hoàn thiện xong rồi lót gạch xong ta lại ta bắt khoan vô bắt như Sài Gòn vậy á, tại mình làm mấy cái bát này để ta bắt nè cửa. Dạ dạ. Cái quát gạch đinh mà. Dạ. Khoan mới dính. Đó rồi là... cái cửa bên hông, cửa sổ bên hông là nữa mình làm cũng làm bằng nhôm luôn hả anh ba? Cửa bên hông làm cái chỉ đừng có mưa nó dọc vô theo cái đường kẽm. Dạ. Nhôm á dưới kiến á. Làm em hiểu rồi. Chỉ như mình cửa nhôm nhưng mình có bắt một cái chỉ ngang ở dạ, phía trên. Dạ có. Để mưa nó không có có bị gãy xuống ha. Gãy xuống có. Ồ quá tuyệt vời rồi. Ngoài làm xong mới bắt sao? Theo cái tiến độ mà thi công nhanh như vậy thì khoảng bao lâu nữa là bàn giao nhà anh ba trà cứu? Chắc 4 ngày nữa. 4 ngày nữa hả? Trời ơi,
em tính là có từng nữa mà nói 4 ngày em mừng, em bất ngờ luôn á. Thì 4 ngày đó là hồ xong thôi, phần hồ thì xong thì còn còn phần sơn thì cỡ ngày nữa thôi, là như là cho nếu mà bàn giao tất cả luôn chắc là chừng 5 ngày. Dạ, là cũng như là xong hoàn thiện hết hoàn luôn thiện mọi luôn. Mặt ha. Ừ. Cái cửa trước là cái trước là như bữa hôm anh Hải có chia sẻ là cửa 4 cánh luôn ha anh. Cái cửa trước 4 cánh cửa kiếp. Dạ, còn mình đi ra dài không gian bếp đi để cho bà cô chú thấy ngôi nhà năng lùng hôm nay. Ồ quá đẹp luôn nè. Đó. Nhà vệ sinh cũng ốp xong rồi, còn cái lót thôi. Dạ. Đây. Đó. Cái này là anh Hùng đó. Canada. Cái này là cái phần nhà là anh Hùng Canada 190 triệu. Đó rồi là chị Châu Nguyễn cho thêm 20 triệu đi ốp gạch nè cô chú anh chị lên 1,5 m nè. 1,5 m. Ồ quá đẹp anh ơi. Có làm gió rồi hả? Gió luôn để nó thông hơi và ánh sáng. Anh nửa sẵn gì nè, có cái anh có đi ra anh mua cái miếng lưới để cái miếng lưới đó. Sẵn anh làm cho em nó luôn. Sẵn thợ làm đây anh miếng lưới anh bắt ngang, ví dụ như tối mũi bồ hông đồ cũng không có vô nhà ha anh ba ha. Dạ giúp sẵn đó. Sẵn tại vì mình có phương tiện nè, sẵn mình làm giùm cho em nó luôn. Rồi rồi cái đó khoan bắt được nè, dạ, làm xong hoàn thiện đó là gấp đó. Dạ đúng rồi, nhớ anh ba nhớ phần này giùm em ha. Yeah. Để mấy đứa nó không biết làm với nó thật, đồ con không có dụng cụ đó, giờ cũng xếp bữa nay nữa cũng ốp gạch xong hết rồi cũng gắng tranh thủ chủ nhật làm luôn mà. Ồ nói chung á là vô mấy anh á là làm tích cực cho nên ngôi nhà của vợ chồng Năng Lùng mấy cái tiến độ mấy gì mới quá nhanh gì bất ngờ phải luôn. Cố gắng xiết lẹ tiến độ chứ không phải mình thấy nó rồi hai vợ chồng ở ngoài đó mưa gió ngủ đâu có được đâu. Dạ đúng thấy rồi. Thấy tội nghiệp thì mình cứ gắng giúp được cái sức khỏe, mình cũng gắng ăn uống để đầy đủ cái sức mình để làm cho mau xong cho hai em nó ở. Dạ. Mình cũng không có gì giúp, mình giúp được bằng cái tâm mình thôi chứ không có gì giúp được. Nói chung không phải là riêng Hậu Giang em đâu mà tất cả cô chú anh chị xem qua màn ảnh nhỏ đều ai cũng là ghi nhận cái mấy người thợ của anh Hải đây, chẳng hạn như là anh ba ở đây đó là làm lúc nào cũng vậy, cũng là tích cực hết mỗi ngày. Tụi em ghi hình là thấy đổi mới, thấy cái ngôi nhà thấy khác liền, rất là mừng luôn. Đẩy tiến độ mà. Dạ. Ai mà làm nhà được anh ba chà cú mà làm là một điều an tâm là chắc ăn 100%. Dạ thì cũng cảm ơn bà con của bác ủng hộ em Quyền với Hân này, cũng mình cũng mừng vậy thôi. Tại mình thấy nó nghèo thiệt tình mà nó cũng khổ nữa. Dạ. Thấy mình cũng thấy mừng cho hai em, mình mới cố gắng làm cho nó đẹp mà lẹ cho gọn cho hai em để hai em tổ chức đám cưới gì đó hai em mới anh nói đó. Nhưng mà em cũng cố gắng vậy thôi. Trước là dù anh có làm nhà xong, dù anh có về chăng nữa cũng phải tranh thủ xuống một ngày để dự đám cưới của hai vợ chồng nha. Có đó chưa dám hứa trước. Thôi hứa đi. Tại vì thiếu anh ba. Xa quá. Hả? Xa quá. Thôi mình xuống mình dự đi, ở lại một đêm. Đó chưa dám hứa đâu, để tới đó đi không biết. Thôi hứa đi ạ. Cô chú anh chị. Hứa không lại mất công lắm. Đây, gặp anh ba anh lót cái đường gôn của chú anh chị thấy là vuông góc, nhìn rất đẹp luôn. Đó đường đi thì quá rộng luôn. Quá đó. Đẹp luôn ha. Cái đường vô này là 1 m không anh? Mét nghe đúng là đúng luôn. Bộ ốp gạch xong là mét đúng luôn, đúng cái mét luôn. Cái đường vô nhà là 1 m ha. 1 m. Dạ. Rồi mình thiết kế theo nhà ấy mà đâu có cho 1 m 2 m 2 nữa, nó nhỏ, tôi nhỏ cái phòng quá. Dạ mà dạ. 1 m rồi giờ. Đúng rồi, nói chung là cái đường đi cũng không có cần rộng quá đâu anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Đây thì gạch lót nền đây. Đây là chủ đâu, nhà. Anh, đây anh, là dỡ gạch lót nền ra cho cô chú xem. Mới về hồi sáng đó là Quyền nó lựa cái đó là nó yêu thích màu gì đó là tị nó. Đây. Đây. Sáng lựa rồi đó hả? Đó là cũng sáng mà. Gạch ốp tường thì màu trắng, còn cái này cũng cái màu nền dưới. Dạ dạ. Rồi ok, quan trọng là hai đứa thích màu nào là được hả anh? Dạ, đúng rồi. Nhà màu này cũng đỡ dơ nữa. Dạ. Tại nhà có bé á. Dạ. Anh ba ra phía trước này chút xíu đi anh ba. Rồi ở đây là tường cái này ốp gạch bóng kiến đó ở ngoài á, bóng kiến. Dạ. Ốp ít ốp mặt đây rồi rồi mới làm hoàn thiện rồi mới cửa bốn cánh ta xuống ta gáp. Dạ. Rồi như là cột nó cũng ốp gạch luôn hả anh ba? Ốp gạch luôn. Dưới xong á thì anh xây cái là cái gạch này một hai bên xây cuốn lên tới dạ, đó cuốn lên hai bên rồi mới để cắt vô. Bên đó cuốn lên chắc gần cả mét rồi nha. Dạ đúng rồi. Dạ. Sâu quá. Sâu quá. Nói chung làm cái sân phía trước này mốt
hẳn đậu xe đồ này kia là cũng có mái che rồi, đó là cũng an tâm nữa. Rồi đây nè, chỗ này thầy sâu quá, thầy mình thấy có bé nhà có em bé sợ đi hụt vợ cắm đầu xuống đây thì anh ba tính làm lan can đi cho tặng cho hai. Ok rồi, cảm ơn anh ba trước nhận tấm lòng anh ba quá trời, em cũng thì, em có suy nghĩ mình gì thấy đó. Cũng thấy nhà con nít thấy nó nhầm khi mở cửa đó là nó có cát rồi nó cạn không tại sao vì sâu quá. Cô chú biết không, ở đây thì xuống cái thềm này nó mình sâu quá, bé sợ bé có con của ông Quyền á, dạ sợ nó cắm đầu cắm gì cái phía bên đó thì nó không sao, nó cạn bên đó có cát. Nó có cát, nó được chảy thông vậy nó, là làm hai lan can. Dạ, xây lan can. Dạ, xây lan can lên chừng 7 tấc rồi cột bạch luôn, ngồi chơi rồi được luôn ở đây, còn lành luôn ha, còn lành luôn. Rồi mấy cái này thì mình cán bê tông trước mình nói rồi. Có đổ dĩ không anh ba? Không, cái này đổ tông không? Đổ bê tông ha. Tắt, đổ vàng tắt. Nhưng mà cho ở phía trước cái sân là cho xi măng nó vàng chút xíu. Dạ, bê tông không phải đâu. Dạ đúng bê rồi. Tông là nó cứng lắm. Để nhiều khi mình đậu xe cái chân dựng đồ này kia đó. Ok, bao. Rồi, bảo hành luôn ha. Bảo hành luôn, cái đó không có phải, chừng nào cán hầu không là phải. Vậy là còn khi nữa làm phải. Xong là dán cho cái tem bảo hành luôn phải không? Dạ. Tem bảo hành luôn. Thì nói thiệt dạ. Thì mình thấy suy nghĩ hoài rồi, quá chỗ này không phải là công việc mà mình bớt là mình không bớt, có thêm cho thì thêm. Dạ, mình không quá có ok, cảm ơn anh. Cho bé. Dạ, khi rồi. Nó đi lại nó bà ngoại nhà nó hụt xuống thì bẻ đầu nhỏ rồi. Sâu quá, dạ sâu đúng. Sâu quá thì tội. Dạ. Giờ làm cái này cho luôn. Dạ. Nhưng mà bởi vậy cho nó đẹp dòm thấy thẩm mỹ. Cái này là xong hoàn thiện hết trơn luôn rồi mấy là gắn lâu phong hả anh ba? Không, chủ nhật gắn rồi. Gắn rồi mới làm lăng màu bê lên. Chủ nhật là gắn là chủ nhật tuần này nè. Vậy là hai đứa cũng lựa cái màu lâu phong chưa, nghe là mình làm màu trắng luôn cho nó sáng. Không, lựa rồi đẹp lắm, lâu phong dạ. Cũng đẹp luôn. Ok. Đẹp. Dạ. Thì lựa nó khỏi vậy được, nó nói cái màu này thích sau này làm vậy màu này nó thẩm mỹ. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn anh ba đã chia sẻ nghe anh ba. Em đi ra phía sau coi vợ chồng đằng lùng có nhà sao, sáng giờ anh thấy có nhà không? Có nhà, sáng vô nhà, chưa vô nhà không biết còn không hết. À để em đi qua. Tại dạ. Lo làm không thế. Dạ dạ cảm ơn anh ba nhiều lắm nha. Giờ Hậu Giang đi ra phía sau. Bữa nay tô vách này ngày hôm nay nữa xong rồi cô chú anh chị. Từ khi mà đổ cát cho khu mộ của ông bà đằng lùng rồi giờ là nước non không còn ngập nữa, thấy thoải mái cô chú anh chị. Dạ con chào chú. Dạ để con đi bên đây chú ơi. Cao gáo rồi tới Thanh Minh cậu Bảy sẽ cuốn gạch xây gạch đó cô chú anh chị, sợ để tới mùa nước năm sau cát nó trôi cho nên xây gạch mới chắc ăn. Rồi hai đứa giờ này ngủ cái gì mà sao mà bí mật. Hello. Trời ơi. Trời. Chắc chưa trời nắng ngủ làm gì mà ôm dữ vậy? Hả? Sao vậy? Mệt gì mà ôm miết mà mệt gì? Dạ với vợ sáng té đập đầu vô con mã. Té mã luôn kìa. Đập xi măng luôn kìa. Trời ơi. Giờ sưng cục. Rồi coi cái mã ông bà có sao không? Để em kể em nghe. Sắp hầu á, đi ra cửa cầm cái gỗ hầu. Ừ. Cái thau đi ra té dốc đổ hầu trên luôn. Nhưng mà có sao cái đầu có đắp muối không? Trời ơi ung cục vậy đó hả? Đắp muối vô em ơi. Cái lỡ mẻ hoài kìa, mã của gì. Trời ơi. Đâu đi ra coi. Ôi ôi trời, té mà đập vô mã mẻ luôn hả? Cái này anh. Mẫu này mẫu của ai? Của gì tám. Trời ơi, cô chú anh chị ơi, nằm lùng. Bước hụt giò té đập vô mẻ. Ôi, ngã cái đầu vô mẻ ung cục luôn hả? Hết biết thiệt chứ. Ngồi đổ lắm nha. Trời ơi mẹ đâu rồi? Đi chơi anh ơi. Mẹ đi chơi hả? Rồi chuẩn bị chưa, mời đi châu đốc chưa, chuẩn bị hết chưa? À, đâu có gì đâu, chuẩn bị anh hả? Mai chuẩn bị đi không à, chứ có chuẩn bị đâu. Đồ đạc đâu chưa? Em chuẩn bị đồ nghề của em là đó. Cái gì hả? Đâu nói gì nghe, cái nói lớn lớn đi. Chai đó chai gì? Khử mùi. Ừ trời ơi, ai tặng gì? 150.000 chai. Ai tặng gì? Chồng tặng hả? Ừ, ngon lành ta. À, chồng tặng khử mùi lăn nách cô đồ nữa nghe. Con xài, cô cho Nguyễn ơi, con xài đi, nếu không hiệu quả cô gửi gì cho con xài. Đúng rồi. Con làm ta. Chồng cái này ga lăng quá trời ta. Để anh lấy cái ghế anh ra ngồi tâm sự với hai đứa chút xíu. Rồi bữa nay không có buôn bán gì sao hận? Dạ không, bữa nay cái ghế này dơ. À lấy đồ ông chùi. Rồi lấy áo đi nè.
chiều nay quay heo hay là sáng quay heo? Dạ, anh Mạnh đặt rồi. Ừ. Mai ta giao. Mai giao ha. Mai đi cô Kim bên Mỹ đó cô chú anh chị, là cho tiền cho hai đứa mua heo lên lên cúng bà đó. Chắc mai ra chợ mua trái cây vòng vòng ở đây chứ mua nhang luôn anh. Không em, mua nhang lên trên đó mua cũng được em. Không có, người ta chặt á. À, sợ chặt, xả chặt hả? Dạ. Ờ à, thì vậy cũng được. Chờ con gái kìa. Dạ. Hả? Cái cây đổ chặt mắt, mua với này lên lên. Ờ gì cũng được. Đó rồi cô cho tiền là bao xe đi luôn cô chú anh chị. Dạ. Vợ chồng Năng Lùng là được rất nhiều cô chú anh chị thương. Đó. Quá trời luôn rồi, đâu mà có phước dữ vậy nè, không biết nữa. Quyền ở đó giờ có đi Châu Đốc lần nào chưa? Gái đâu, ba gọi ba nè. Gái à? Mà gái có đi không? Dạ không, gái nhà ngoài. À, gái. Gái nhà ngoài hả? Gái, gái đi ba nè. Đi, gái đây ngồi ba. Bữa nay làm gì hẳn? Sáng giờ làm gì? Dạ. Sáng giờ đi, đi kiếm xe, rồi trên Mạnh ảnh đặt á. Ừ, có xe chưa? Có rồi, nãy anh đưa số cho Mạnh điện hay có rồi. Ừ, mua mướn xe 7 chỗ ha. Dạ. Hôm qua anh Giang về nhà. Dạ. Anh Giang dạ. Mai có đi không? À, chưa biết. Dạ. Anh Giang dạ, chưa anh biết. Giang đi luôn em. Tại vì đi đi núi đi chùa dạ. Thì anh Giang không hứa. Dạ. À, mà khi nào Mai mình có rảnh thì đi, đúng 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 rồi. Đi được thì đi. Cầu ông bà phù hộ cho. Đúng rồi dạ. Thì mình đi đó rất là tốt mà. Năng Lùng chưa đi lần nào hả em? Dạ chưa. Gì đó hả? Có mẹ Nam Hải đi rồi. À. Còn cho đốc thì em chưa. Sáng giờ không có đắp muối cái đầu sao? Rồi té sao mà đập vô mẻ cái gốc mã ăn lỗ luôn cô chú chị. Em lắc đi mua thuốc tan máu bầm cho vợ uống. Ừ. À đúng rồi, sáng nè khi mà bị u vậy á mình phải đâm muối ra rồi dạ. Đắp vô cho tan máu bầm biết không để mời. Đập cái đầu vô. Sao mà không tá lửa được mẻ gốc đó mà. Đắp cái đó cả cái mua đó. Cây này nè. Ừ. Cái nhỏ nhỏ đó. Không có sao cũng đỡ. Cái chiếc vết lại á. Có nhớ cái đầu không? Dạ. À, chị Linh Nguyễn gửi quà cưới cho hai đứa mà anh Giang chưa có nhận được. Dạ. Sáng chị Linh Nguyễn nhắn tin cho anh Giang hỏi là anh Giang có nhận được chưa. Dạ. Anh nói chưa, khi nào anh Giang nhận được trao cho hai vợ chồng. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị Linh Nguyễn nhiều. Dạ, cảm ơn chị Linh Nguyễn. Cảm chúc mừng quà cưới của vợ chồng em đó. Dạ. Rồi ăn cơm nước gì chưa? Dạ giờ em ăn rồi, còn em chưa anh ơi. Sao vậy? Sáng giờ khó chịu người ăn không nổi anh ơi. Bị gì? Bị bệnh sao mà đau nữa? Cứ lần trong người sao. Ờ à, lúc này bà con bị cảm nhiều lắm nghe em. Dạ. Cái gì kỹ nha. Dạ. Vậy là đi đi Châu Đốc về rồi mới tiếp tục đi lấy khóm hả? Dạ. Bây giờ là khóm hết luôn rồi phải không? Dạ. Khóm này không, chưa có anh. Hả? Chưa có. À chưa có khóm chứ không phải là không có đi lấy phải không? Dạ. Để anh gắn miếng xích qua đây chút xíu. Trời ơi sao chiếc nhẫn đâu, chiếc nhẫn mới mua đâu cho ông bà cô chú xem coi. Sao đeo con vậy? Đeo cái này cho nó đẹp, mấy con kia nó lỏng quá. Thôi lỏng thì ra ngoài kêu người ta làm lại chút xíu. Nhẫn phải đeo, đâu có đeo ngón cái gì. Em thích cái này á. Hả? Nó dễ làm này đằng kia, nó không sợ tuột á anh. Ừ. Mới đầu ấy chồng ấy nói vừa rồi cái tí chuyện gì á. Nó hơi lỏng thì ra ngoài mình kêu người ta làm lại chút xíu chứ đâu có gì đâu em. Ta cắt lại. Ừ. Đeo ngón cái là chỉ của em đeo thôi, anh chưa thấy ai đeo nhẫn rồi đeo ngón cái chưa nha. Em thấy đẹp anh. Đâu dở dở lên cho ông bà cô chú xem coi. Đó. Cái này là món quà của cô Kim bên Mỹ đó cô chú anh chị. Hai vợ chồng đầy đủ chân quá trời hạnh phúc luôn ta. Dạ. Rồi cái làm mở tài khoản ngân hàng chưa? Dạ chưa thôi. Vậy đó ha. Dạ. Làm thủ tục cho giấy căn cước cho Quyền xong. Dạ. Rồi mấy là mở tài khoản ngân hàng. Dạ. Để gửi tiết kiệm 30 triệu, ba mấy triệu đó ha. Dạ, 30 triệu. 37 triệu. Dạ. 37 triệu. Ngon lành ta ơi. Đó, cô chú ông bà thương cho tiền gửi tiết kiệm nữa nghe. Quyền mốt đi học bằng lái không em? Dạ. Hả? Em đâu có lái gì đâu. Em có tính đi học bằng lái được không? Dạ không. Hả? Dạ không. Không mốt có gì lái xe phụ chồng chứ. Dạ không biết lái, giờ em gắm mới tới. À, quên nữa có đem nước màu lại tặng cho mẹ nuôi chưa? Có rồi. Ừ. Xong rồi ha. Mẹ em được 3 triệu, mẹ nuôi em được 3 triệu. À đúng rồi.
là cũng lại cho cầu Kim ha. Không phải. Ủa à, ai? Canada. Chú về Canada đó. Anh Hùng Canada. À, anh Hùng. Dạ. Ừ. Anh Hùng đúng ra là hai đứa kêu bằng chú, nhưng dạ, mà anh Hùng không cho kêu bằng chú phải không? Dạ không cho. Anh nói chú à, ừ, chú kêu kêu anh đi. Ừ. Rồi nó trẻ, chứ không muốn kêu bằng chú. Mới đầu cô cho Nguyễn gì nữa. Anh Mạnh kêu bằng chị, em kêu bằng chị ngại quá anh quay qua kêu bằng cô luôn. Đúng rồi, tại vì á tụi em là đáng con mà. Dạ. Nó như tụi anh kêu chị Châu Nguyễn với anh Hùng á là kêu anh là đúng. Dạ. Nhưng mà tại vì anh Hùng ảnh muốn cho trẻ thì thôi kêu anh Hùng cũng được. Dạ. Còn cô Châu Nguyễn là con cưng phải kêu bằng cô. Dạ. Với là anh chị mà chị Quanh bán cà phê với dạ, anh người chồng đó dạ, là phải kêu bằng cô chú. Dạ. Gái kiếm gì con? Phải không đeo vàng đâu mà kiếm. Kia cưng quá à. Vậy là mời mời lấy heo xong rồi lại đi, đi ha. Dạ. Đi xe 7 chỗ. Dạ. Anh Giang đi không? Ừ, tới đó là anh Giang sẽ cho biết là anh Giang đi không. Dạ. Nhiều khi anh Giang hứa với mấy em rồi anh Giang thất lời hứa, nhiều khi anh Giang có công việc anh Giang về. Dạ. Nói vậy đó. Đi được thì tốt, anh dạ, biết điều đó. Sáng giờ anh Giang ăn cơm chưa? Anh Giang ăn cơm rồi, mới qua nè. Dạ. Chạy nửa đường rồi quên cây quay. Dạ. Rồi chạy trở lại. Anh Giang đi thì vui. Hả? Anh Giang ăn cơm vợ chồng em luôn, em mới nấu cơm. Thôi được rồi. Có thịt kho rồi. Nhận tấm lòng của hai đứa thôi. Sáng tính nấu canh bầu. Gì đó. Chưa nào kịp nấu canh bầu, nó bầu rổ rồi đó. Giờ quay qua kho luôn. Ừ, kho bầu luôn hả? Không phải, kho thịt. Ừ. Thịt với tép kho chung luôn. Mới đi mang về vô nghe. Dạ. Chiều nay đi mua đôi vớ. Ừ. Ủa vớ? Hổm nó bị dính màu ghê quá anh. Thôi chiều chạy mua đôi vớ. Mua dạ, hai đôi đi em, thay đổi. Rồi chồng chờ tặng chai lăng này xài chắc cũng lâu rồi nghe. Dạ. Ngon lành trời, này chồng ga lăng quá trời luôn rồi. Cô nói xài đi rồi tới nữa rồi nếu không ấy thì cô gửi gì cho. Ừ. Có ai gì ở đây đó cô gửi. Chào cậu đi. Chào. Quá dạ, vui luôn rồi. Hẳn ở đó giờ có đi Châu Đốc lần nào chưa em? Chưa anh ơi. Vậy đó hả? Dạ. Sẵn có dịp này đi luôn ha, đi dạ, cho biết luôn ha. Với hai nữa là mình đi đi lên đó cũng rất tốt dạ, để hai đứa xin đặng làm ăn được dạ, rồi hai chồng cố gắng làm ăn dạ. Khóm bộ lúc này không có hay sao mà ngưng? Dạ có mà nó sống quá anh. Ừ. Em vài bữa nó có chín lấy. Đúng rồi. Em bán không được. Thà là ví dụ mình không lấy nhưng mà khi mà em lấy phải lựa khóm chín chút dạ, tại vì em bán ít cho nên mình lựa khóm chín mới dễ bán. Khóm sống chua quá. Thẳng đây lên chảnh cầu nguyện cho con của cô Trung Nguyễn luôn. Đúng rồi. Con của con cô Trung Nguyễn cũng cưng cưng có suy nghĩ gì là tốt rồi đó. Nói với cô hỏi hỏi cô Trung Nguyễn là con của cô họ gì tên gì bao nhiêu tuổi em cầu nguyện là em xin. Em xin là gì đó. Cái này nói tội nghiệp đúng không? Ừ. Không được như người ta được. Cái gái của cô Trung Nguyễn nha. Cái xìu à. Gì đó hả? Cô Trung Nguyễn có làm không nhiều dắt không á. Gì đó hả? Tên gì? Em nói tên gì? Dạ. Gusa. Gusa. Gusa hả? Dạ. Quyền vậy là biết suy nghĩ thì vậy là tốt quá. Tính ra hiểu không em đó, em còn đi đứng rồi. Đúng, đúng. Tội nghiệp chị. Gusa yếu như hơn cỡ em bé. Giống như em bé. Lên cầu nguyện đi. Rồi mời đi bọn gái nhà với bà ngoại hả? Dạ. Bữa nay vô phòng rồi lót gạch chân anh thấy đẹp quá trời luôn. Ngon lành luôn. Dạ. Hồi nãy chỗ cái cửa sổ chỗ chỗ ốc hạt đầu con chỗ nhà tắm đó, anh nói với anh bà trà cú á là nửa mua cái lưới. Cái lưới nặng là để vô cái làm gió, cái lưới mà nó nhuyễn á để như bù hông mũi là nó không có vô được, phải không? Dạ. Nó mình phải quét dọn. Rồi xong là tổ chức đám cưới nha, là dạ, khán giả bình luận là Quyền mốt có đám cưới mặc cái đầm trắng đó đó, cái đầm đã thử rồi đó. Anh Giang em cũng chọn đầm trắng á. Ừ. Cái vách bên đó còn dư đó, em nuôi cá hay là trồng cây mình thấy anh thấy hợp hơn anh Giang. Vách nào? Ở bên bển á, vách bển dư 2 mét đó. Đâu có nuôi cá được. Nuôi cá à. Bây giờ nuôi cá phải có ao không thằng ơi? Thằng đó có ao không? Không có ao, tính xây gạch lên á, rồi xong rồi em chán chứ bằng. Vậy cũng được đó, nuôi số lượng giống như em nuôi nhỏ lẻ đâu này kia thôi. Ừ.
mà cái chỗ mà bơm cát này nè, ở phía trước nè, mới mốt em mua cà. Mua cà về trồng rồi sạn mới rau muống gặp mé đó đó, để hai chồng cũng có ăn biết không. Cà là em trồng đất này là tốt khỏi nói luôn nè. Trừ khu 1 của ông bà ra thôi, còn từ phía ngoài đó là mình trồng ok. Cà đậu bắp hay là gì đó. Anh canh nó giỏi quá em. Hả? Nói chung là nhà của vợ chồng em bảo. Thợ làm ai cũng giỏi hết. Thì anh bảo. Thợ làm ai cũng giỏi hết. Ai cũng tuyệt vời, ai cũng nhiệt huyết với công việc hết. Ngày mai mình đi là khoảng tối mới có về đó mấy em. Dạ. Tại vì đây đó cũng xa lắm. Dạ. Đến cho con theo mà con đi đông người. Thôi sợ rồi. Đúng rồi, thôi đi, đông sợ bé nó xa rồi nó nít nó cũng ấy nữa. Lực chồng đó. Mũi cắn em gì dữ vậy? Con đi mũi quá trời. Cắn sưng luôn, em mua kem gì tha cho con. Này mưa lớn chắc tạt mà hả? Tạt luôn rồi. Thôi. Thôi gắn vài ngày nữa à. Gắn vài ngày nữa, anh ba nói khoảng 5 ngày nữa rồi, hai đứa có chọn ngày vô nhà chưa? Chưa. Chưa hả? Thì lựa cái ngày tốt cũng được. Hai đứa muốn coi thì coi, còn không thì lựa cái ngày tốt. Ngày nào cũng ngày của trời đất mà. Chắc ngày 19 luôn rồi. Hả? Ngày 19 luôn. Đúng rồi. 19, mùng 9, 29. Nó vậy đó. Mũi gãi nữa con. Hết rồi. Ôi, tội nghiệp gái mũi cắn quá trời luôn mà. Bởi vì dặn mấy đứa là ban ngày cũng vậy đốt nhân mũi. Cắn tay chân nhỏ quá trời luôn rồi kìa. Đâu cô Giang đâu, chỉ cô Giang ngay. Cô Giang đâu? Cô Giang đâu? Cô Giang đâu? Cô Giang đâu? Nhớ hồi đó mới gặp khóc quá trời luôn heo Quyền. Ngồi mẹ dạ. Dạ của em. Rồi em đi làm suốt về nhà em ổng còn khóc nữa. Nhát, bé nó nhát. Em làm lúc trước làm ban ngày làm tới 5 giờ chiều. Xong tối 8 giờ đi làm tới 2 sáng rồi. Bắt thứ gặp con. Hồi trước em đi làm cái gì? Em làm hãng đá anh. Gì đó hả? Dạ. Rồi cái khu mộ của mẹ ở dưới đó. Dạ. Thì cậu Bảy nói là tới cậu ba. Cậu ba. Dạ. Nói là tới Thanh Minh mới lấy được hả? Dạ. Tại tuổi em không có lấy được anh. Em hiện giờ cái tuổi của em, tuổi mẹ đẻ là bao nhiêu? Là em 24. 24 tuổi. Dạ. Còn Quyền 23 phải không? Dạ. Thôi thì mình không đi coi thì thôi, còn đi dạ. Coi là phải tin. Dạ. Rồi yêu cầu vô cái thắng Thanh Minh là ngày nào cũng được. Dạ đúng rồi. Rồi khi lấy cốt mẹ là đưa về đâu? Dạ đưa về gần má ông ngoại bà ngoại. Là ở gần nhà cậu ba không? Dạ gần. Nhưng rồi, mà nữa thì em thỉnh thình dạ. Của mẹ về để thờ phải không? Dạ thỉnh ly hương mẹ chứ em nhỏ lớn không có ảnh của mẹ. Ủa mẹ không có ảnh luôn hả? Dạ không, đó có tấm cấm với dương mình có ảnh mẹ mà mất luôn rồi. Dạ không có ảnh, chỉ tờ giấy mẹ đi mẹ về ở với vợ chồng con thôi. Rồi em có nhớ mặt mẹ không? Dạ không nhớ. Hồi đó còn nhỏ quá mà. Dạ. Mới có 2 tuổi 3 tuổi hả? Dạ. Rồi phải có em có còn nhớ là... kìa đưa con đưa kìa. Em còn nhớ lúc mà mẹ mất á, mẹ uống sữa, mẹ bị to phổi. Uống sữa rồi mẹ sặc chết. Gì đó hả? Ngoài sặc mắt hả? Dạ. Trời vậy mà còn nhớ da gì đó hả? Với đó mẹ mất rồi á. Mấy cậu út nói mẹ chắc trúng gió gì, cậu gió thì mẹ nó đậu rồi, không có mẹ mất luôn. Còn nhớ mẹ mạng gì thôi ha. Lúc đó em uống chung với mẹ luôn á, em nhớ gì đó gì luôn. Nghe thằng kể tôi nghiệp với cô chú anh chị. Không biết mà không có nhớ mặt mẹ luôn, tại vì mẹ mắt còn nhỏ quá mà. Dạ. Rồi là cái tủ thờ. Dạ. Là cũng cô Kim với cô nào cho không biết nữa, anh quên mất tiêu rồi. Dạ cô Kim với cô gì ạ? Mà... dạ cô mới lại. Dạ. Dạ đó thì hai cô cũng cho em Hằng là mua cái tủ thờ để mà thờ mẹ. Dạ. Rồi có nhà có cửa, mưa gió không có tạt nữa rồi. Dạ. Chỗ ở ổn định rồi. Là thỉnh cái ly hương của mẹ về thờ là đúng. Dạ. Tại vì mẹ em cũng có một mình em mà hả? Dạ. Có mình em mà ha. Dạ. Bà ngoại lấy đi bà ngoại kìa. Được rồi. Ta mệt lắm mẹ đó. Để tới Thanh Minh cũng còn lâu. Dạ. Đó thì mệt quá. Cưng quá à. Mà mũi cắn tay chân nhiều quá trời luôn. Dạ. Mẹ với mẹ đang ngủ mũi cắn vậy đó. Nữa giống cha.
Ba ban được không? Hàng nước da cũng trắng mà. Ba được nè. Hả? Quyền á là cô bác dặn em nè. Mấy mốt em buôn bán á thì cũng đội nón vô kỹ một chút nghe em. Ha. Đi mua cái nón bò, đừng đội nón kết. Dạ. Mình phụ nữ ít ra cũng phải kỹ chút xíu phải không? Ta nói là ta nói là không có người phụ nữ xấu, là có chỉ có người phụ nữ là không biết tự chăm sóc cho mình thôi. Mình sửa sạn là chút xíu, không phải sửa sạn gì, không phải là môi son môi gì, nhưng mà cái đó là ví dụ mình đội cái nón bo nó cũng đỡ nắng hơn. Không biết không? Áo dài tay rồi vô. Bởi vì sao là cái cần cổ của Quyền á đang tham gia luôn là do đội nón kết đó cô. Đội nón ấy đó, tôi mua nón ấy kêu đem đội mà không chịu. Mốt hằng nhắc nha, nhắc Quyền nha. Kỹ lại một chút thời gian là nó mẫn lại à. Nó già nó trắng nó chứ nó đen đâu. Dạ. Trắng tươi à. Đi ăn nắng chứ nó đen vậy đó. Mốt uống tóc, mốt uống tóc lại đàng hoàng nữa, ngon lành, tút lại nhan sắc. Trời, cái này giúp cái tay Quyền đẹp lắm chứ không phải không đẹp đâu nghe. Đâu dở bằng tay lên cho ông bà cô chú xem coi. Đây cái tay nàng lùng đẹp lắm cô chú anh chị. Tay ú na ú nàng à. Trời, cái này đeo cái vàng vô làm như cái tay nó hơi chì chì nghe. Chị Tám đâu mà lần còn sống, chị Tám kêu bằng nải chuối luôn. Dạ, bằng tay nó đẹp, bằng tay Quyền đẹp. Chị Tám nó đem mà đem nải chuối rồi cho tao bẻ một cái thôi ăn đi. Gì vậy con? Gì vậy? Hả? Gì con? Cưng quá à. Đi xa quá chứ không thôi ngày mai cho đi. Đi xa quá với xe đông nữa thì tội nghiệp nó nhỏ quá. Nó đi không ấy đâu. Dạ, thôi ở nhà với bà ngoại đi. Mời bà ngoại trông bữa đi bà ngoại. Trông hoài chứ có ngày nào không trông đâu. Ngày nào không trông à? Ngày nào không trông đâu. Quyền ngày mai tính binh đồ nào để đi Châu Đốc đây? Có chuẩn bị đồ chưa? Quần jean áo lẻ. Áo lẻ hả? Dạ. Đồ của hổng đi mua ngoài tiệm đấy ha. Cô cho đó. À, cô cho Nguyễn đó ha. Ừ. Em tính tặng quần jean cục mẹ nói thôi đi. Không. Bà đừng mặc đi đi núi đi bà thì mình mặc đồ dài chứ không có mặc quần lửng nha em. Dạ. Ừ. Chị mai mặc cái áo khoác vô. Ừ. Áo khoác cho nó đẹp hơn. Đúng rồi. Cho chỉnh chu. Mừng dữ rồi ha. Đó, rồi vài ngày nữa là làm xong ở trước có mái che luôn, rồi mốt xe cộ đậu rồi cũng ngon lành luôn. Dạ, với con cảm ơn ông bà cô chú đã yêu thương gia đình con suốt thời gian qua, với cảm ơn anh Hùng, cô Candy, rồi cô Kim, cô Châu Nguyễn, rồi tất cả cô Hạnh Nghiêm. Cô Hạnh Nghiêm đã yêu thương vợ chồng con suốt thời gian qua, với cô giúp đỡ vợ chồng con, vợ chồng con biết ơn cô rất là nhiều. Nói chung là tất cả quý khán giả ông bà cô chú đều rất là thương hai vợ chồng của em. Dạ. Cho nên là anh Hậu Giang cũng nhắc đi nhắc lại hoài, hai vợ chồng sống với nhau cho có hạnh phúc. Dạ. Rồi phải cố gắng lo làm ăn. Dạ. Chứ không phải là mình thấy cô ông bà cô chú là đã giúp đỡ cho mình có số vốn có tiền rồi mình không lo làm. Đó là mình phụ lại tấm lòng của ông bà cô chú. Vợ chồng em cũng biết rồi đó. Dạ. Mình cũng từng đi làm kiếm tiền đó. Dạ. Ai kiếm cái đồng tiền được cũng rất là cực khổ mới có. Dạ. Đó, cho nên đó là những cái đồng tiền của cô chú anh chị mình thường quân mà đã giúp đỡ cho vợ chồng á thì dạ, cố gắng lo làm ăn. Dạ. Để mà vượt lên chứ không. Dạ. Phải là không có ai mà cô chú nào mà giúp đỡ cho hai vợ chồng hoài. Dạ. Đó, bây giờ có cần câu rồi đó mà có thêm cục mồi nữa. Thấy không? Ráng cố gắng lên. Mà đặc biệt là hai vợ chồng sống phải yêu thương nhau nha. Dạ. Cưng thấy như ông bà cô chú là giúp đỡ thương hai vợ chồng á, đâu có cần hai vợ chồng phải đáp lại cái gì đâu. Dạ. Nhưng mà mình cố gắng mình sống cho tốt, hai vợ chồng sống cho tốt, cố gắng lo làm ăn, đó là mình đã đáp lại cái tấm chân tình của quý mạnh thường quân mà đã thương hai vợ chồng. Dạ. Nha em, cố gắng lên. Dạ. Thì mai mốt căn nhà xong, tổ chức đám cưới của vợ chồng em xong thì chắc có lẽ là tụi anh phải đi nơi khác. Dạ. Đi chia sẻ nhiều hoàn cảnh khác, nhưng mà lâu lâu á tụi anh cũng ghé cập nhật coi cái công việc của vợ chồng như thế nào. Dạ. Đó. Thì mai mốt có số vốn á, dụ mình gần Tết nè. Dạ. Rồi em đi lấy dưa hấu đồ thêm nè. Dạ. Bán chỗ cái góc ngã ba đó là anh thấy rất là thuận lợi luôn. Dạ. Không phải là mình bán khóm không, dụ mà dưa hấu nè, rồi
dưa lê vân vân này kia đó là chỗ đó bán. Kêu chồng lấy xài bán. Được. Ok à, luôn, chỗ gốc bán là... đúng. Chỗ đó là anh chị là thương cho nghe cái gốc đó là quá tuyệt vời. Tết là bán xài bán măng cầu với dừa, dừa ngon đó anh. Người ta chưng. Dừa mà cầu dừa đủ xài. Ừ. Có dư nữa thì tốt. À. Mà cái dư em nghĩ không nên bán anh, tại nó ăn đâu có được đâu. Ờ thì chứ nó có độc. Dư là để chưng dạ, thôi, không có ăn được. Tượng trưng thôi chứ. Đúng rồi. Cái chỗ mà cái góc hai vợ chồng bán đó, thật sự là cái đó là cái điểm là rất tuyệt vời cho hai vợ dạ, chồng luôn. Chân ngã ba. Đó. Cho nên đó là anh Du với chị Oanh giúp hai vợ chồng cái đó là quá trời tuyệt vời rồi. Dạ. Cảm ơn cô Oanh. Cô Oanh với chú Du rất nhiều. Đúng rồi. Cảm ơn hai chồng chú rất là nhiều đã cho à, hai chồng con có chỗ bán. Dạ. Ngon lành. Dạ. Chỗ bán ngon lành. Dạ. Cố gắng. Đó thì bán cái đó dựng cây dù nữa là ngon lành rồi, mới mốt à, nếu mà có thời gian đi làm cái bảng để khóm nặng lùng cái hình lùng vô. Dạ. Đó. Anh sẽ chụp hình em sẵn chân rồi, chỉ cần ra đó là kêu thợ làm thôi. Dạ. Dựng cái bảng cái đó. Đó về mình thấy cái nào được đó hai chồng cứ lấy đó bán, ví dụ hẳn em có đi chợ bán thì đi. Dạ. Còn không là hai chồng bán cái điểm đó cũng được. Dạ. Đó. Còn anh dặn thêm lùng nặng lùng thì cái tánh á thiệt thà quá. Nhưng mà trong cái buôn bán á, mình thật thà là đúng. Nhưng mà do em không có linh hoạt, mình làm ăn mình thật thà là tốt. Nhưng mà em phải linh hoạt chút xíu, ví dụ mình buôn bán mình phải lè làng, gặp ông bà cô chú á, rồi là mình kêu mình mời, phải không? Với đập. Nhằm khi bán người ta đưa tiền nhiều quá, không biết đường phối. Ờ, khổ. Em mới tính. Nếu anh mua về mới tính, thì dễ tính. Nhiều quá, ừ. Bởi vì trời ơi, cái vấn đề này cũng gầu nữa. Tính 100 ngàn, ngồi đường tính đúng quá. Không biết đường tính hả? Dạ. Cứ từ từ tính em, đừng rung chứ. Nên mua chạy. Bữa không rung, bữa không lộn mấy chục ngàn bữa. Cứ hổng ta kêu đầu 70, anh cứ đầu 70 hết. Thì anh vụ tính lại cho nó màu. Bây giờ gì nè, cũng dễ lắm em à. À nói là con bán cái đó là bằng bao nhiêu tiền đâu, cô chú tính giả sử như cô chú đưa hai con 200 rồi là con thòi lại cô chú nhiêu. Cái đó cũng được mà, có gì đâu. Sợ là thòi tiền gì không biết tiền thòi hả? Đưa tiền nhiều á. Bây giờ mà phải có tiền, giả sử như bây giờ anh chỉ cái cách này giống như thầu tiền trong tiệm tạp hóa nó cũng dễ lắm. À, giả sử người ta mua đó là 30 ngàn. Thì em đếm lại 30 nè, em thầu nè. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Như vậy là không có lộn nhưng mà... Dễ nè, cái 15 hơi khó. 15, cái 15, 15 mà đương 100 á, phải không? 15 mà cái mình đưa người ta 5 ngàn, cái mình đếm 20. Nhưng mà cái đó là phải có chuẩn bị tiền lẻ nhiều mới được. Thôi cách đó là cách an toàn nhất, không lộn luôn. Mốt phải thủ tiền lẻ, nhớ không? Bây giờ em cứ đếm tới, đếm như cái cách anh Hậu Giang chỉ gì đó, dù em có tính không ra em thầu cũng không lộn nữa. Dạ. Em đi bán số đây em còn ưa thòi lộn nha nó. Trời ơi, tội nghiệp. Nên người ta đưa tờ 500 em cũng ưa thòi lộn á. Thòi lộn rồi. Ta mua 10 tờ rồi, với 5 tờ rồi em ưa thòi lộn nè. Vậy rồi sao trời, khổ vậy nè. Trước giờ em bán số anh, mua ly nước mía rồi. Đợi 500 ngàn á. Đang mắc 500 ngàn thôi để thừa em cũng đứng ra. Trời ơi, vậy rồi sao? Để đầu óc con ăn. Mà em sợ nhất là con ăn. Mà mình có lấy không mà không. Hả? Em không có lấy. Ừ. Ai hù, ai giỏi quá là em sợ. Em, lúc sao? Đó em không có tiền đi bán bông chợ. Rồi sao mà người ta mắc 500 ngàn? Em không hiểu nữa. Lúc đó là em đi mua nước mía. Ừ. Hai ly đi với cái tà kia. Là em đưa có tàu 10 ngàn à. Ừ. Rồi đã móc ra rồi cái tàu 500 của ở Tây. Rồi cái em cũng thiệt tình em nói cô ơi, tờ 500 cô quay kìa. Cái nói, ừ để đi, em cũng thiệt tình em đi ra, lực em để lên trên cái bàn. Ừ. Rồi cái em lấy hai miếng em bỏ em đi, đi khúc mày chồng mới đi chạy theo em. Chồng mới nói, à, mày lụm 500 ngàn với tao phải không? À, 500 ngàn tao nói rớt đi rồi đâu rồi. Rồi em nói là em lụm em bỏ trên cái bàn á, tao không thấy, mày lại quay lại rồi kiếm đi. Mày không kiếm là không có, tao báo ăn hết rồi á. Trời ơi, tội nghiệp không? Mà em biết người luôn á. Ở dưới cái chỗ bệnh viện thôi, 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 cái gì mình cái gì qua cho qua đi, nhưng mà em nhắc lại để cho nghe nè. Anh biết cái tánh em là chắc phát thà, anh hiểu điều đó mà. Rồi hỏi đi lại cô khóm em cho chồng em bán, em không cho bán. Thôi kệ đi em. Nè, ai sai người đó sẽ nhìn em thấy cái sai của mình à. Tánh người đó coi chừng tiền cẩn thận. Ừ. Ví dụ người ta sai rồi, người ta không đúng với mình, người ta cũng hối hận với việc làm thôi em. Quan hỷ đi, thấy không? Chứ có đâu ông mà em cần em đi vô trong điều em bán luôn, không tin vô tiền trong điều thôi. Ừ.
Vậy chứ em đi theo tới ổ em lấy 500 ngàn cho bằng được, có chịu. Trời, bán đồ bông luôn. Bán đồ bông ra có 900 mấy à. Trời, tội nghiệp nhỏ dữ. Mà đợi 500 mấy, 500 đi theo tới chỗ đó, theo tới tiệm trong điều đó, sợ em trốn. Trời ơi. Em đi bộ, mẹ em với em đi bộ mà ả chạy xe chạy tèn tèn theo. Về chắc khóc hết nước mắt luôn hả? Em hết tinh thần luôn. Trời, chứ gì em nữa. Suy nghĩ 500 ngàn không ra ở đâu. Tội nghiệp không? Đó cho nên em thấy không? Với em đi với cái tà kia nữa. Cái tà nói đồng, lỡ mày lấy cho đưa cho đồng bọn mày sao? Trời. Còn em cũng đi với bà kia. Bà ấy gần nghe nè, đi qua bệnh viện. Mà không có đi xe ôm, đi lỡ bộ vòng bên phía bên sông á. Cho nó nhanh. Em thấy không? Em bây giờ em thấy cái điều gì không? Hả? Dạ. Em thấy cái điều gì không? Hả? Dạ thấy. Cho nên á, mình cứ sống tốt. Mình sống đúng như con người của mình đi. Mình không làm gì sai trái chân á. Cho nên á, em, vợ chồng em tốt. Cho nên được ông bà cô chú thương như vậy nè. Mới thương, mới cho tiền, mới cho cắt nhà gì nè. Em là anh biết em rất là nhát luôn. Cái bữa mà tụi anh ghi hình ở chợ đầu tiên mà em gặp tụi anh lại em còn khóc nữa mà. Ai hù em quá lại nó tiền em cho đứa chứ. Bữa đó gì nè Hằng, bữa đó lại anh chọc Quyền á, nói bán xiếc đi, rồi là lên xe tụi anh chở đi công chuyện nha, bắt đầu khóc. Tại mấy anh á là ba bốn anh mà anh nào nấy cao to không à, mà lạ quắc nữa đâu có quen lần nào đâu. Anh Kiệt, anh Vũ nè. Ừ. Anh nè, anh Mạnh nè. Ừ. Trời ơi, khóc bồ non bồ nước, tội nghiệp. Cái vừa khóc nó nói chơi, nó tụi anh nghe nói cái hoàn cảnh của em khó khăn quá. Rồi tụi anh đến là ghi hình chia sẻ. Dạ. Đúng không Quyền? Dạ. Ừ, vậy cái mấy cười được đó chứ không thôi bồ non bồ nước luôn, tội nghiệp. Nó cho nên mình sống tốt đi là mình sẽ gặp tốt thôi. Đó. Mình làm sao mà miễn hai da giáp của mình nè. À. Hai da giáp nhìn thấy được cái việc làm của mình hết. Mình đừng làm gì có lỗi là em ok. Nói, à, để rồi em để đi cái thước đó, em để cho con. Ừ, đúng. Để cho con. Đúng, đúng. Em mà ai dọ quá là em sợ. Anh biết mà. Em nói cho. Không có lấy mà người ta dọ quá cũng nó lấy luôn nữa. Ngàn, uống có 2 ly nước mía thôi mà 500 ngàn đó. Ừ. Không phải chơi sang hơn em. Đó. Bây giờ mình sống tốt, mình gặp gì nè, thấy không? Mới được gì đó. Thấy được là ông bà cô chú thương nhiều nè. Rồi mới mốt thôi vậy Quyền bán hay lộn tiền, anh thấy là tốt nhất. Anh thấy cái tốt nhất là bán có hai vợ chồng. Em nếu mà lộn vậy thì em sẽ bán, em lựa không tầm giá tiền chẳng chẳng, em để cho vợ em bán cho dễ. Ừ, vậy được không Quyền? Hả? Chứ lẽ 15, 20, 25 gì từ đó em được. Tại vì khóm nhỏ bự thì giá khác châu. Ừ. Rồi 12 nữa có chừng em được. Vậy giờ nó khó cái là ví dụ sau này mà bán nhiều thứ Quyền bán được chị không có em là không được. Trời ơi tội nghiệp không. Rồi ví dụ bà con ở gần á thì mình nhớ mình nói rồi lộn được mà lỡ người ta mua xe người ta đi rồi sao. Yeah. Nhiều khi bán trái khóm hay là gì đó có lời 1-2 ngàn bạc à. Yeah. Cũng tội nghiệp. Đánh số đi 10 ngàn tờ đi còn tính lộn. Ừ. À, bởi vì rồi bán không có lời mà lỗ không à. Em mới học lớp 2 à, em chưa có tính dành. Mới lớp 2 à? Dạ lớp 2, nửa kỳ lớp 2 à, chứ chưa được. Hằng học được lớp mấy? Giữa lớp 6 anh ơi. Ờ. À, dạ. Vậy có ai hỏi là hồi đó Hằng học tới lớp mấy, nó mình nói là dạ em học nửa 12. Rồi ai hiểu sao đó hiểu. Rồi mình nói lại người ta nghĩ là học nửa năm 12. Dạ. Đúng không? Mà mình nói là học lớp 6 người ta cũng không có trách được nữa. Dạ. Nửa 12. À nói dạ, hỏi học lớp mấy nó dạ đó em học nửa 12 tính à này học chắc cũng nửa lớp 12 nha. Trời dạ. Ơi Quyền chia sẻ gì tội nghiệp quá vậy Quyền. Thấy mồ rồi mốt. Em học rồi đó đâu có được nguyên. Đúng rồi. Lớp 2 đâu. Rồi mốt tính cái gì cho chẳng rồi anh gian dạy cái cách thòi tiền nhớ không? Bây giờ giả sử nè. À, em bán trái khóm là 15 ngàn. Yeah. Người ta đưa em là 200 ngàn. Thì em lấy ra 5 ngàn, bắt đầu 15 cái em điếm tới 15, 20, 30, 40. Điếm chừng nào đủ 200 ngàn thôi. Hoặc là điếm chừng nào đủ 100 ngàn thôi. Yeah. Chỉ có cách đó thôi chứ không có cách nào chứ. Khi người gắt đi quá à, đi. Bởi vì lúng túng nữa lộ. Chết mồ nhỏ luôn. Như hửa anh hồi lộn nó hỏi anh Giang đó. Đúng rồi, bữa đó không có anh Giang em cũng lộn khúc rồi. Nó lại lỗ rồi. Lấy có 3 được ngàn à, thôi phải chút ngàn. Mua cái máy tính nhỏ nhỏ cho em tính nó dễ. Biết tính không? Phải tập mới được. Dạ.
vợ tính hội tính được mà máy tính cũng y chang vậy thôi. Ừ, mua cái máy tính đi. Em tính được chứ tính lẹ em không tính. Rồi, vậy là ngon lành. Dạ. Mua cái máy tính gì nè để theo cái vỏ nó đi làm tính. Dạ. Ừ, rồi đi bán chiều không có lời mà lỗ không mấy chục ngàn chắc khóc luôn quá. Anh mua cái máy quẹt thẻ bảo quẹt không? Bấm cái thẻ cái là nó làm cái khấu nhiêu tiền quá. Em nói nó số lộn chứ em tính tiền này lý là em tính đúng. Ừ. Vì giá 9.000 nhân ra giá 9.000. Ừ. Trời ơi, tội nghiệp không cô chú anh chị. Đó, bán không có lời và bán không biết tiền thòi chính xác là lỗ nữa. Ủa ha, nhà anh Giang, hay lỗ rồi. Ừ. Chứ chọn la đó. Thôi, hai đứa coi là những gì đồ đạc đồ á, cái gì chuẩn bị là chuẩn bị sẵn hết. Dạ. Để mà rồi sáng, nhiều khi đi sớm biết không? Không có lập chụp. Ừ, không có lập chụp. Rồi ha, bye bye ông bà cô chú đi. Dạ, bye bye ông bà cô chú. Hậu Giang cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý khán giả xa gần đã luôn chia sẻ với đồng hành cùng Hậu Giang. Cô chú anh chị hãy cho vợ chồng Nằng Lùng một like, một chia sẻ nha cô chú anh chị. Ngon lành ha. Yeah.